Vậy là viên gạch cuối cùng của bức tường thành kiêu hãnh xa xỉ thành Manchester cũng đã sụp đổ. Man United chính thức trở thành cửu vương ở đấu trường Carabao Cup, sân chơi mà câu lạc bộ này đã vô địch mùa trước. Chính thành quả nhỏ bé đó đã gieo rắc những hạt mầm mong manh của niềm hy vọng xuống mảnh đất cằn cỗi nhuốm màu ký ức Old Trafford. Để rồi, những cổ động viên trung thành của câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh một lần nữa trao gửi niềm tin yêu của mình vào một vị thuyền trưởng có vẻ như sẽ tạo nên một triều đại mới tươi sáng. Thế nhưng, những gì mà Ten Hag mang đến trong mùa giải bản lề 2023-2024 không khác gì ngoài hai từ: thảm hại, giọt nước tràn ly. Thời điểm mà máy quay bất cận cảnh gương mặt của Bruno Fernandes với dáng vẻ đầy chán chường trên ghế dự bị sau khi Man United phải nhận hai bàn thua trong vòng chưa đầy 10 phút trước Newcastle, người hâm mộ mới hiểu rằng câu lạc bộ này đang trong tình trạng xuống cấp đến nhường nào. Bởi tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn được biết đến là một cầu thủ có tinh thần nhiệt huyết đáng kinh ngạc. Nhưng người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Ánh mắt đầy u sầu đó của con quỷ đầu đàn đã bộc lộ tất cả. Man United giờ chẳng khác nào con thuyền khổng lồ Titanic. Nó đang chìm dần dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng vụng về Erik ten Hag. Câu hỏi được đặt ra lúc này là: huấn luyện viên người Hà Lan có nên từ chức để giải thoát cho chính bản thân ông và Man United hay không? Đã hơn 60 năm trôi qua, kể từ năm 1962, Man United mới lại lập một thành tích đáng buồn đến vậy. Có lẽ những cổ động viên Man United dũng cảm nhất mới sẵn sàng lắng nghe những thống kê tồi tệ này. Với thất bại 0-3 trước Newcastle, Man United đã chính thức trở thành cửu vương tại cúp Liên đoàn Anh. Trong khi đó, Newcastle lại giành vé vào tứ kết. Theo thống kê, Man United đã thua các trận sân nhà liên tiếp với cách biệt 3 bàn trở lên lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 1965. Ngoài ra, Man United đã thua 8 trong 15 trận đầu tiên trong một mùa giải. Đó là lần đầu tiên kể từ mùa 62-63. Trong khi họ thất bại 5 trong 10 trận đầu tiên trên sân nhà, lần đầu tiên kể từ mùa 1930-1931. Đáng chú ý, thành tích chung cuộc của Man United tại giải đấu cao nhất nước Anh mùa 30-31 là 22/22 và bị rớt hạng. Còn mùa giải 62-63 là thứ 19/22. Trong mùa 62-63, Man United có 34 điểm sau 42 vòng đấu và chỉ hơn đội xếp áp chót và xếp hạng là Man City đúng 3 điểm. Giải đấu cao nhất nước Anh khi đó tính điểm theo thể thức một trận thắng được 2 điểm, hòa 1 điểm và thua 0 điểm. Lẽ nào sau hơn nửa thập kỷ trải qua biết bao kỳ tích rực rỡ, vòng tuần hoàn của thời gian lại đưa Man United về vạch xuất phát chăng, như thời kỳ xây đắp những viên gạch đầu tiên của một đế chế hùng mạnh? Tất nhiên là Ten Hag không muốn tên tuổi của mình bị ghi danh trên cột mốc đáng buồn này, nhưng ông cũng chẳng thể làm gì khác. Công bằng mà nói, chấn thương càng quét các trụ cột phần nào ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Man United. Và đây cũng là một lý do để Ten Hag có thể ngụy biện trên màn trình diễn bạc nhược của đội bóng ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, trong trận đấu tại vòng 4 Carabao Cup mới đây, ông chẳng thể nào đổ lỗi cho điều gì khác ngoài bản thân với trận thua 0-3 tâm phục khẩu phục. Bởi Newcastle còn có danh sách bệnh binh dài hơn Man United rất nhiều. Với Newcastle, họ bắt đầu những ngày đầu tiên trong tổng số 10 tháng không thể sử dụng Sandro Tonali. Tình hình chấn thương của Newcastle không mấy khả quan khi mà những Harvey Barnes, Elliot Anderson, Jacob Murphy, Louis Malley và Alexander Isak đều không thể ra sân. Và đã đến lúc Erik ten Hag thẳng thắn bước ra ánh sáng để nhận hết phần trách nhiệm về mình. Trước đó, không có gì ngạc nhiên khi ten Hag đã bỏ qua buổi họp báo trước nguy cơ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi hóc búa sau trận thua ở Derby Manchester. Đồng thời, Manchester Evening News đã giải thích rằng ten Hag không có nghĩa vụ phải tham dự. Họ viết: không giống như Premier League, FA Cup và Champions League, không có yêu cầu nào đối với các nhà quản lý phải tổ chức họp báo trước các trận đấu tại Carabao Cup. Nhưng ít nhất thì sau trận đấu, ten Hag cũng đã dũng cảm hơn khi chia sẻ: rõ ràng màn trình diễn trước Newcastle là chưa đủ để chúng tôi giành vé đi tiếp. Tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi cảm thấy thật tiếc cho người hâm mộ. Các cầu thủ sẽ đứng lên. Họ đang gắn bó cùng nhau. Bạn thấy đó, họ đã rất cố gắng. Chỉ có sự đoàn kết mới giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Đó là cách duy nhất. Câu chuyện về bản sắc của quỷ đỏ đã trở thành một chủ đề nhàm chán. Bởi có nói gì đi nữa, nói mãi thì tập thể này vẫn chẳng thể tìm ra được chân lý. Man United sẽ không muốn đánh mất mùa giải này sau hành trình mùa trước đầy hứa hẹn. Và bất kỳ thất bại nào cũng sẽ gây thêm áp lực khủng khiếp cho chiếc ghế của Ten Hag. Cựu cầu thủ chuyên nghiệp Robbie Savage
mới đây đã nói trên Planet Sport. Nếu bạn nhìn vào thời gian mà Ten Hag đã có để so nó với Ange Postecoglou của Spurs, De Zerbi của Brighton, Arteta của Arsenal, Klopp của Liverpool hay Guardiola ở Man City, thì điều rõ ràng là sự khác biệt là không ai biết Manchester United chơi thế nào hoặc ít nhất là họ đang cố gắng để làm gì. Ten Hag hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Những gì mà ông đền đáp lại người hâm mộ chỉ là một gương mặt đăm chiêu, ánh mắt luôn nhìn xa xăm vô định với những cái lắc đầu đầy tuyệt vọng và luôn kết thúc mọi trận đấu bằng những lời xin lỗi vô nghĩa. Bầu không khí độc hại ngày càng gia tăng tại câu lạc bộ trong những tuần gần đây với những câu hỏi được đặt ra về chiến lược chuyển nhượng của Man United. Ten Hag đã được hỗ trợ về mặt tài chính, nhưng hầu hết các bản hợp đồng đều không thành công dưới thời huấn luyện viên người Hà Lan. Dựa theo quy tắc hoạt động chuyển nhượng tại Old Trafford, không bất kỳ bản hợp đồng nào trong số đó là Ten Hag bị ép buộc. Bởi vậy, chính chiến lược gia này phải chịu trách nhiệm về cách sắp xếp cầu thủ và lối chơi. Cựu tiền đạo Liverpool Stan Collymore gần đây tuyên bố rằng Erik ten Hag khó mà sống sót trước quyền hạn tàn nhẫn của Sir Jim Ratcliffe nếu thương vụ mua 25% cổ phần được hoàn tất và vị tỷ phú này được quyền tham gia trực tiếp vào vấn đề chuyên môn. Stan Collymore đã viết trong chuyên mục Cup Offside của mình. Anthony, Sancho, Casemiro và một vài cái tên khác, chưa có một cầu thủ Man United nào mà bạn có thể nói là có phong độ ổn định, đạt điểm 8 trên 10 trong vài mùa giải qua. Khi so sánh với Liverpool hay Man City, việc tuyển dụng của Man United rất tệ. Hãy nhìn vào Manchester City. Haaland đến và thực hiện xuất sắc công việc của mình. Grealish được chào đón, nhưng sau đó Doku đến thế chỗ. Và đột nhiên, Grealish phải tự phấn đấu để đạt điểm 9 trên 10. Tôi không thấy ai ở Man United đạt đến đẳng cấp đó, và tỷ lệ chuyển nhượng của họ không vượt quá mức 5 trên 10 điểm. Ten Hag đã khiến Man United tiêu tốn tổng cộng 335 triệu bảng cho các cầu thủ mới kể từ khi ông đến Old Trafford, nhiều hơn 100 triệu bảng so với Pep Guardiola trong cùng thời điểm ở Man City. Và hãy xem, Man City đã làm được gì? Họ giành được cú ăn ba lịch sử và giải thưởng câu lạc bộ xuất sắc nhất năm từ France Football. Nhắc đến đêm gala trao giải đó, Man United một lần nữa phải cảm thấy chạnh lòng. Không chỉ bởi họ chỉ có duy nhất một mình Andre Onana góp mặt trong top 30 đề cử, mà chính việc Ten Hag đang bóp nghẹt các ngôi sao tiềm năng với kỷ luật quân phiệt của mình khiến cho Man United mất đi những điểm nổ thực sự trên sân. Và không ai khác, đó là thần đồng bóng đá Anh một thời, Jadon Sancho. Haaland của City, Bellingham của Real Madrid đã có một đêm trình diễn tuyệt vời với những giải thưởng cá nhân đáng ngưỡng mộ. Haaland giành danh hiệu Gerd Müller cho chân sút xuất sắc nhất năm. Bellingham giành giải cầu thủ trẻ ấn tượng nhất năm. Sancho từng được đánh giá có nhiều tiềm năng thành công trong bóng đá hơn cả Haaland và Bellingham. Cả ba đều cùng nhau rời Bundesliga để đi theo những hướng rẽ khác nhau và cũng có những số phận thật khác nhau. Giờ đây Sancho thậm chí còn không được phép tập luyện với đội 1 do những bất đồng quan điểm với Ten Hag. Anh chỉ ghi được 12 bàn sau 82 trận đấu cho Man United và đang có nguy cơ phải khăn gói rời đi vào mùa đông. Man United hiện đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, xếp thứ 3 tại Champions League và vừa chính thức trở thành cửu vương tại Carabao Cup. Nếu Quỷ Đỏ tiếp tục kém cỏi, không thắng được ở các trận đấu trên, áp lực đè nặng lên Ten Hag và ông có thể bị sa thải. Ten Hag chi nhiều tiền hơn Mourinho và Solskjaer hai kỳ chủ nhượng hè gần nhất, nhưng các bản hợp đồng của ông mang về đều bị đặt dấu hỏi. Theo thống kê, kể từ khi Sir Alex Ferguson rời sân Old Trafford vào năm 2013, Man United đã mất tới 38 triệu bảng khi sa thải các huấn luyện viên. Tuy nhiên, nhà Glazer sẽ phải trả số tiền đền bù hợp đồng lên tới 15 triệu bảng nếu sa thải Ten Hag. Điều gì đến cũng sẽ phải đến sớm thôi. Nếu Ten Hag phải thực sự nói lời chia tay Man United, có lẽ chẳng có vị thánh nhân nào dám ngồi vào chiếc ghế nóng như bị nguyên rủa tại sân Old Trafford. Và những Manusian lại tiếp tục kháo nhau rằng, năm sau sẽ lại là mùa giải của chúng ta.